Vâng, hiện tại tôi đang đứng ở quận 9 và ở đây là gió đang chuyển mưa rất là lớn. Các bạn có thể thấy là mây đen đang bay kín bầu trời và gió thổi rất là lớn, thổi tung hết cái rèm cửa trong nhà luôn. Đây, mây đen rất là lớn. Thì chắc chắn là chuẩn bị có một cơn mưa rất là lớn đổ xuống Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, các bạn có thể thấy là sấm chớp nó vừa đánh một cái rất là giật mình. Đây, mây đen bay rất là kinh khủng nha mọi người. Mình đoán cái chuyện này là rất là nhiều cây với công trình nào mà không kiên cố là sẽ nguy hiểm á. Bây giờ là khoảng 3:15, 3:30 buổi chiều ngày 2 tháng 10 năm 2020. Nhưng từ xa bên phía quận 2 là mưa nó đang đổ xuống rồi mọi người ơi. Đây, rất là kinh khủng nha. Trận mưa này theo mình đánh giá là gió dông lốc rất là kinh khủng á. Tại mình có thể thấy trên cái độ cuộn của mây nó bay rất là nhanh. Mình đang đứng ở quận 9 nha mọi người. Mình đang đứng ở quận 9 và chắc chắn là chuẩn bị có một cơn mưa nó rất là lớn, nó sẽ đổ xuống. Bây giờ mình chuẩn bị mình có công việc, mình chuẩn bị mình lấy xe mình di chuyển xuống khu vực quận 2. Mình đón hai đứa bé của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi xem coi mình gặp mưa ở đâu mình sẽ quay ở đó luôn. Bây giờ bên phía quận 2 là mưa nó đang rất là lớn rồi. Ở đây chúng ta đứng là chúng ta thấy là nó mù trời rồi. Như vậy là mưa đã rơi xuống quận 2 với quận 9 rồi nha cả nhà. Trận mưa cũng tôi nói lớn thì mình không biết là nó có mưa này nó có lâu hay không, và đường có bị ngập hay không. Mưa trắng trời luôn. Trắng trời luôn nha mọi người, mưa trắng trời luôn.